Nhằm phục vụ người dân đi lại sau Tết Quý Mão 2023, ngành đường sắt đã xây dựng kế hoạch chạy tàu và áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi, giảm đến 30% giá vé cho hành khách. Theo đó, hành khách mua vé trước ngày đi tàu từ 5 ngày trở lên được giảm từ 5 đến 30% giá vé tùy từng chặng. Hành khách mua vé tập thể có số lượng khách từ 5 người trở lên được giảm giá từ 2 đến 14% giá vé. Mua vé khứ hồi được giảm 10% giá vé lượt về. Ngoài ra, công ty vẫn áp dụng giảm giá cho các đối tượng chính sách. Riêng sinh viên được giảm 20% giá vé đến hết tháng 2 năm 2023.